công nghệ cao Hòa Lạc cần tạo sức cạnh tranh của công nghệ Việt. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ. Riêng Quốc hội đã ban hành 08 đạo luật chuyên ngành thông qua đó đã hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động khoa học, công nghệ. Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau quá trình hình thành và phát triển, khu công nghệ cao Hòa Lạc đã định hình và đang đón nhận những tín hiệu tốt về công tác thu hút đầu tư là địa điểm để các tập đoàn lớn trên thế giới và các tập đoàn lớn trong nước lựa chọn. Tính đến nay, ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút được 91 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là khoảng 86.365 tỷ đồng, trong đó có 45 dự án đang hoạt động trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, sản xuất và gia công phần mềm, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Bên cạnh đó, Ban quản lý cũng đang trao đổi để thu hút một số dự án đầu tư của một số đơn vị tiềm năng, có tính khả thi cao trong nước và nước ngoài đầu tư vào khu nghiên cứu và phát triển, khu công nghiệp công nghệ cao với tổng vốn đầu tư đăng ký dự kiến khoảng 26.000 tỷ đồng.